Mùa khai giảng năm học mới sắp tới gần cũng là lúc các cô cậu học trò tất bật chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập. Năm nay, một dòng chữ trên sách giáo khoa bất ngờ gây xôn xao cộng đồng mạng. Cụ thể trên diễn đàn học đường nổi tiếng trường người ta, một người dùng đã chia sẻ dòng trạng thái học bấy lâu nay bây giờ mới biết, kèm theo đó là bức ảnh chụp lại chú thích cụm từ cà khịa nằm trong phần chú thích của truyện ngắn Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký. Re, trường người ta. Nhắc đến những tác phẩm gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ học trò, không thể không nhắc đến Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký của nhà văn Tô Hoài. Bên cạnh những câu chuyện gây cười, gần gũi với đời sống thì tác phẩm này còn lưu giữ trong ký ức với hình ảnh một nhân vật chuyên đi gây chuyện cho người khác. Chú thích cho độc giả, nhà văn Tô Hoài lý giải cụm từ cà khịa có nghĩa là cố ý gây chuyện để cãi nhau, đánh nhau mặc dù lý do không đáng kể. Với việc in thêm dòng chữ cà khịa đang là qua trend này, một lần nữa cụm từ Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký được nhiều người nhắc đến hơn nữa. Bức ảnh có nội dung này đã thu hút được hơn 46.000 lượt bày tỏ cảm xúc, phần lớn là ha ha, li ke, cùng hơn 12.000 lượt bình luận và chia sẻ. Cũng từ tấm hình này rất nhiều bạn trẻ chia sẻ đã liền mở sách ra xem có dòng chữ này không. Bên cạnh những người cảm thấy thú vị thấy dòng chữ trên sách, có không ít bạn thắc mắc sách của mình không có dòng chữ này. Nếu như thế thì bố đẻ của cụm từ cà khịa chính là tác phẩm Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký rồi nhỉ? Bản tờ cơ bình luận. Đi học mà cứ gặp thể loại cà khịa là đam mê thì em biết sống sao, bạn nợ. Tờ cho hay.